Xuất hiện tên các mẫu xe VinFast mới sắp bán sang Mỹ. Mới đây, thông tin VinFast được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho hàng loạt mẫu xe mới đã khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, hãng xe Việt Nam thực tế cũng sở hữu nhiều nhãn hiệu được cho sẽ là tên của các sản phẩm ô tô sắp ra mắt trong thời gian tới. Theo đó, trên thư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, VinFast đã đăng ký rất nhiều nhãn hiệu từ trước đến nay trong đó có những cái tên quen thuộc của những mẫu xe từ lâu như LAC A2.0, LAC SA2.0, Fadin, President. Tuy nhiên, nhà sản xuất này mới đây đã được cấp phép sử dụng nhiều nhãn hiệu mới chưa từng xuất hiện. Có tất cả 8 nhãn hiệu mới VinFast xin cấp quyền sở hữu gần đây, gồm Premium S, Premium V, E-Premium S, E-Premium V, LAC S, LAC V, e -Lux S và e -Lux V. Tất cả đều được nộp đơn đăng ký vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 và được chấp nhận vào ngày 29 tháng 9 vừa qua. Các nhãn hiệu này được đăng ký cho nhiều nhóm sản phẩm dịch vụ giống nhau, trong đó đều có nhóm 12 gồm những phương tiện giao thông. Do đó, 8 cái tên mới trên nhiều khả năng sẽ được dành cho những mẫu ô tô mới của VinFast. Theo tuyên gọi, những mẫu đó sẽ gồm cả xe sử dụng động cơ đốt trong cũng như xe điện. Trong khi đó, 8 nhãn hiệu mới này cũng được VinFast đăng ký bản quyền để sử dụng tại Mỹ. Trên trang web của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ, các tên sản phẩm này giống hoàn toàn với các nhãn hiệu xe vừa được cấp quyền sở hữu tại Việt Nam. VinFast đã nộp hồ sơ xét duyệt tất cả các nhãn hiệu trên cho Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ vào ngày 14 và 15 tháng 9 vừa qua. Tình trạng của chúng đều đang trong quá trình phê duyệt để được sử dụng chính thức. Vào tháng 5 vừa qua, Hình ảnh và video chạy thử của một SUV chạy điện của VinFast đã dò dỉ trên mạng xã hội. Theo một nguồn tin ẩn danh, nhà sản xuất này từng có dự định ra mắt mẫu SUV mới tại Los Angeles Auto Show vốn diễn ra vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, do đại dịch bùng phát nên triển lãm đã bị hoãn lại và ô tô mới của VinFast vẫn chưa thể được tiết lộ. Theo thông tin trước đây, mẫu SUV này sẽ được mang đi thử nghiệm trên toàn thế giới vào tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, quá trình sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2021 và sẽ bán ra tại thị trường Mỹ, đúng như lời khẳng định trước đây của ông Phạm Nhật Vượng. Mặt khác, nhiều người tiêu dùng cũng bất ngờ trước thông tin VinFast đã được cấp phép sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho 11 mẫu ô tô hoàn toàn mới tại Việt Nam, đặc biệt nhất trong số đó là mẫu xe bán tải lạ mắt. Trong thời gian tới, VinFast có thể sẽ giới thiệu hàng loạt ô tô mới cho thị trường Việt Nam. Vào tháng 1 năm 2019, hãng đã công bố 7 mẫu xe thuộc dòng Premium được người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất và dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay, nhưng kế hoạch này đã bị ngưng trệ do đại dịch.